Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Công đoàn Quốc doanh rung động, các doanh nghiệp cùng lúc vùng lên. Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, giới doanh nghiệp đã chứng kiến một sự kiện hy hữu khi 8 hiệp hội đồng loạt ký tên kiến nghị giảm kinh phí công đoàn còn tối đa 1% quỹ lương. 8 hiệp hội ngành hàng đồng loạt kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng một loạt bộ ngành về sự cần thiết phải sửa đổi luật công đoàn và quy định mức nộp kinh phí công đoàn tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Đây là hình ảnh chụp hai trang đầu của công văn số 0610/2020 về việc đóng góp ý kiến xây dựng luật công đoàn sửa đổi từ 8 hiệp hội doanh nghiệp. 8 hiệp hội ngành hàng vừa mới có bước đi mang tiếng cách mạng trên gồm ngành dệt may, ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản, lương thực, thực phẩm, chè, da giày, túi sách, điện tử cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Theo quan điểm của các hiệp hội, kiến nghị trên được các hiệp hội ngành sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đã thấy có sự không đồng nhất giữa luật ngân sách nhà nước và luật công đoàn về kinh phí hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các hiệp hội cho rằng, cũng như việc doanh nghiệp đóng thuế, tức là đã gián tiếp đóng góp kinh phí cho công đoàn thông qua ngân sách nhà nước, vậy mà vẫn phải trích nộp thêm kinh phí công đoàn ở mức 2% thuế trên quỹ lương làm tăng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Chủ tịch 8 hiệp hội ngành hàng cũng cho rằng tỷ lệ nộp kinh phí công đoàn phải dựa trên điều kiện kinh tế xã hội của từng thời kỳ và sự thay đổi của cơ sở tính quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội qua thời gian, cấp thiết nên dùng toàn bộ kinh phí công đoàn chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động. Kiến nghị nhấn mạnh quan điểm, chúng tôi kiến nghị luật công đoàn cần sửa đổi và quy định mức nộp kinh phí công đoàn tối đa là 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Chính phủ có quyền quyết định tỷ lệ đóng góp này theo từng thời kỳ, tùy theo tình hình kinh tế xã hội. Điều này nhằm đảm bảo quy định có tính chất linh hoạt và phù hợp với tình hình biến động kinh tế xã hội của Việt Nam, khu vực và trên thế giới qua từng thời kỳ. Cách thức quy định này đã từng được áp dụng cho một số luật, ví dụ như quy định về tỷ lệ đóng góp bảo hiểm y tế theo quy định hiện nay. Các hiệp hội ngành hàng còn viện dẫn báo cáo của Kiểm toán Nhà nước để chứng minh rằng việc tăng trưởng mạnh của quỹ công đoàn theo mức thu 2% phí công đoàn, các cấp công đoàn đã không sử dụng hết số tiền thu được. Đây là hình ảnh hội nghị giao ban báo chí quý 3 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào ngày 22 tháng 9 năm 2020. Tại đây, cơ quan này đã nói về việc gửi ngân hàng hàng chục ngàn tỷ đồng. Cụ thể, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về việc quản lý sử dụng tài chính công của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thể hiện tổng thu tài chính công đoàn trong 7 năm từ năm 2013 cho đến năm 2019 là 100.354 tỷ đồng. Tổng thu bình quân mỗi năm tăng 12%. Tổng thu tài chính công đoàn năm 2019 so với năm 2012 tăng 2,3 lần. Trong đó, kinh phí công đoàn tăng 2,57 lần, đoàn phí tăng 2,26 lần và thu khác tăng 1,2 lần. Mới đây, một phát hiện về việc Tổng Liên đoàn Lao động đã dôi ra tới 29.000 tỷ đồng đã khiến dư luận choáng váng về mức độ giàu có của tổ chức trên danh nghĩa là đại diện quyền lợi cho người lao động này trong bối cảnh người lao động nói riêng và nền kinh tế nhà nước nói chung lao đao khốn đốn vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. 29.000 tỷ đồng mà theo Tổng Liên đoàn Lao động lý giải là số tiền của toàn bộ hệ thống tổ chức công đoàn tích lũy suốt từ khi có luật công đoàn về thu phí công đoàn và công đoàn phí gấp 100 lần ngân sách trung ương phân bổ hàng năm cho cơ quan này. Và hiện nay, số tiền này được gửi tại các ngân hàng thương mại để kiếm lời. Cứ tạm tính lãi suất là 7% một năm, thì hàng năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thu được 2.030 tỷ đồng, cũng là một con số rất lớn. Trở lại với mức phí công đoàn hiện nay do doanh nghiệp phải đóng bằng 2% quỹ lương, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Luật sư Ngô Ngọc Trai phân tích như sau. Ví dụ, doanh nghiệp có 500 lao động, lương đóng bảo hiểm xã hội của mỗi người là 5 triệu đồng, thì tính ra mỗi tháng doanh nghiệp phải đóng quỹ công đoàn là 50 triệu đồng. Nếu số người lao động trong doanh nghiệp của cả nước là 30 triệu người, tiền lương là 5 triệu đồng, thì mỗi tháng quỹ công đoàn của doanh nghiệp sẽ phải đóng là 3.000 tỷ đồng và 36.000 tỷ đồng mỗi năm. Con số này là quá lớn, gấp nhiều lần số tiền chi ngân sách cho cả ngành tòa án và viện kiểm soát cộng lại. Mặt khác, tổ chức công đoàn hiện nay đều là người lao động kiêm nhiệm, vừa làm việc vừa hưởng lương do doanh nghiệp tự trả. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh cùng đại diện 10 nước
tham gia lễ ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, chụp ảnh chung tại hội nghị ở Chile vào tháng 3 năm 2018. Bộ máy công đoàn cả nước mỗi tháng làm được những gì mà chi phí lên tới 3.000 tỷ đồng như vậy? Và chi phí một tháng đó gần bằng chi phí cả năm cho một ngành tư pháp. Giả sử tổ chức công đoàn mà độc lập với chủ doanh nghiệp là những người làm việc chuyên nghiệp toàn thời gian chăm lo cho đời sống người lao động thì khi đó họ sẽ được hưởng lương do quỹ công đoàn trả thì khác. Đằng này công đoàn kiêm nhiệm, hiệu quả lao động thì đáng ngờ, vậy mà hưởng chi phí công đoàn 2% quỹ lương như vậy là quá lớn. Theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đã ký kết, người lao động được phép tổ chức thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Nhiều tổ chức công đoàn sẽ liên kết thành công đoàn ngành hoặc khu vực. Khi đó, bên cạnh tổ chức công đoàn của nhà nước hiện nay sẽ có thêm các tổ chức công đoàn độc lập khác. Đứng trước tương lai đó, tổ chức công đoàn hiện nay cần hiệu chỉnh lại tổ chức hoạt động, tinh giảm bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, giảm gánh nặng mức phí thay vì bào mòn tài chính doanh nghiệp như hiện nay. Luật sư Trai cũng nhận định việc 8 hiệp hội ngành nghề cùng đồng loạt kiến nghị tới các cơ quan quản lý nhà nước giảm mức phí công đoàn phải nộp từ 2% quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội xuống còn khoảng 1% là sự kiện đáng chú ý của giới doanh nghiệp, vốn lâu nay ít có những hành động có tính chất phản kháng như vậy. Đây là hình ảnh hội thảo về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, góc nhìn chuyên gia được tổ chức tại Hà Nội. Lý giải trước hiện tượng các doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng thờ ơ trước những các định chế pháp lý bất lợi, luật sư Trai giải thích tiếp như sau. Một số doanh nghiệp trở nên lớn mạnh nhờ có mối quan hệ thân hữu nên được hưởng những lợi thế mà sẽ khó có thể có được ở những cơ chế công bằng, ví dụ được nhà nước giao cấp đất thực hiện dự án. Các doanh nghiệp là biến thể của những đơn vị doanh nghiệp nhà nước khi xưa, đứng chân trên phần nhà đất trụ sở có yếu tố nhà nước khi trước, trở thành doanh nghiệp tư nhân qua những phi vụ cổ phần hóa mà giá trị tài sản bị kiểm đếm, tính giá bán mua ẩn chứa nhiều vấn đề. Lại có doanh nghiệp làm giàu nhờ chỉ định thầu trong những gói dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc mua sắm trang thiết bị cho cơ quan nhà nước. Khoản lợi ích chênh lệch hậu hĩnh khiến họ không có động lực lên tiếng về các vấn đề thể chế. Còn 8 hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng đã có chung ý kiến thuộc những lĩnh vực ngành nghề phần nhiều tránh được những lối kinh doanh dễ gặp phải tình trạng tiêu cực như thân hữu như đã nói ở trên. Có lẽ bởi thế nên họ đã có đủ dũng khí để thực hiện một việc có tính chất phản kháng tập thể như vậy. Nhiều tiếng nói trong cộng đồng mạng nhận định công đoàn tại Việt Nam chỉ là một tổ chức bù nhìn, chỉ thừa nhận mệnh lệnh của Đảng chứ không hề thực hiện chức năng, nhiệm vụ vốn có của nó, đó là bênh vực người lao động. Đây là hình ảnh những người công nhân công ty Phong En tại Việt Nam đã đình công để phản đối quy định mới về bảo hiểm xã hội. Bác sĩ Anh Nguyễn với hơn 4 năm kinh nghiệm đang làm cho một công đoàn tại Úc đã có bài bắt trên BBC lý giải về công đoàn theo đúng nghĩa của nó. Trước hết, mục đích quan trọng của công đoàn, nghiệp đoàn là giáo dục cho công nhân biết về quyền lợi của một người lao động được như thế nào và phải làm sao đối phó với những trường hợp bất công và bóc lột sức lao động. Sau đó, tập hợp phần lớn công nhân có cùng chung mục đích lại với nhau để tổ chức và hành động đòi cải thiện lợi ích cũng như điều kiện làm việc. Dưới một thể chế tam quyền phân lập thì công đoàn, nghiệp đoàn được hoạt động độc lập với chính phủ, họ chỉ vì lợi ích của công nhân và do công nhân chỉ đạo. Công đoàn sẽ có trách nhiệm và nhiệm vụ kết nạp thành viên cũng như kêu gọi công nhân tham gia vào công đoàn để bảo vệ và đấu tranh cho quyền lợi của công nhân. Mỗi thành viên khi tham gia phải đóng phí công đoàn. Đây là nguồn tiền để chi trả trong những hoạt động của công đoàn như in ấn và phát tờ rơi, kiện tụng, đào tạo nhà hoạt động, trả lương cho người tổ chức. Chủ đầu tư sẽ không được tham gia vào công đoàn độc lập vì lợi ích trái ngược và không đóng lệ phí. Còn ở Việt Nam thì luật sư Trai đã lại gọi là một cơ chế vô lý, chéo ngoe khi doanh nghiệp lại phải đóng quỹ công đoàn, tổ chức và về nguyên tắc là đối nghịch về quyền lợi với chủ doanh nghiệp. Bác sĩ Anh Nguyễn đã nhìn nhận dưới chế độ độc đảng thì công đoàn phải làm theo mệnh lệnh của Đảng và nhà nước, đồng thời vừa phục vụ lợi ích của công nhân và giới đầu tư doanh nghiệp. Và không được pháp luật bảo vệ thì các tổ chức độc lập này rất khó hoạt động, mặc dù Hiến pháp Việt Nam có quy định được phép mở công đoàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2020 với bản tin Công đoàn quốc danh rung động, các doanh nghiệp cùng lúc vùng lên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất.
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de